Xin chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với đài phát thanh kênh tiếng Việt của công ty chăm sóc cộng đồng Trung Hoa. Bạn đang nghe chương trình Thời gian tươi đẹp ở Phất và chúng tôi là người dẫn chương trình của quý vị. Tôi là A Trung, đồng dẫn chương trình với tôi là A Hòa. Xin chào quý thính giả, tôi là A Hòa. Đây là chương trình phát thanh của công ty chăm sóc cộng đồng Trung Hoa dành cho quý vị. Được thành lập vào năm 1909 tại Tây Úc, Hiệp hội Trung Hoa đã phục vụ cộng đồng họ đang sinh sống trong hơn 115 năm vừa qua. Công ty chăm sóc cộng đồng Trung Hoa, CVWCC, một bộ phận của Hiệp hội Trung Hoa, đã có 40 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ chăm sóc cao niên và cộng đồng cho người nhập cư đến từ nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt người nhập cư gốc Á. Với hơn 40 năm hoạt động và phát triển, CVWCC cam kết thúc đẩy chất lượng cuộc sống cho mọi người trong cộng đồng mà chúng ta đang sống. Chủ đề phát triển của CVWCC năm 2024 là chúc mừng sự đa dạng về văn hóa trong cộng đồng của chúng ta nhằm tôn vinh và duy trì những giá trị văn đa dạng. Và tầm nhìn của CVWCC là xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đây là một mục tiêu quan trọng và đầy ý nghĩa và CVWCC đã theo đuổi trong 40 năm qua. CVWCC sẽ tiếp tục là một đối tác đáng tin cậy, đồng lòng với chúng ta để tạo ra một môi trường sống thân thiện và hòa thuận cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bậc cao niên. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về công ty chăm sóc cộng đồng Trung Hoa, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc gọi điện tới số 9328 để biết thêm chi tiết. Cuộc sống ở Úc. Xin chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống ở Úc trong chương trình phát thanh Thời gian tươi đẹp ở Perth. Tôi là A Trung, người dẫn chương trình. Tôi là A Hòa, người dẫn chương trình cùng với A Trung. Hôm nay, chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị về những thách thức và khó khăn khác nhau mà những người nhập cư gốc Á đang sống ở Úc phải đối mặt. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, ngày càng có nhiều người nhập cư châu Á chọn Úc làm quê hương mới của họ. Tuy nhiên, quá trình hòa nhập cộng đồng nơi đây không hề dễ dàng chút nào đối với họ. Vâng, tôi đồng ý với A Trung về điểm này. Nhiều người nhập cư có thể phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa cũng như sự khác nhau trong hệ thống và giá trị xã hội. Đối với những người nhập cư lớn tuổi, những thách thức mà họ phải đối mặt có thể nhiều và còn phức tạp hơn. Vâng, đúng vậy. Người cao tuổi bị tách khỏi nền văn hóa mà họ quen thuộc. Họ phải từ bỏ thói quen sinh hoạt đã ăn sâu bám rễ ở quê hương để đến sống ở một đất nước mới. Những thay đổi lớn như vậy có thể dẫn đến việc họ gặp các vấn đề như sự cô lập với xã hội và sự tự ti trong cuộc sống, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. May mắn thay, có những tổ chức chuyên giúp đỡ những người nhập cư gốc Á hòa nhập tốt hơn với cộng đồng Tây Úc. Đúng vậy, quý vị có thể tham gia sinh hoạt tại Hiệp hội Trung Hoa ở Perth, được thành lập từ năm 1909 và Tổ chức Chăm sóc Cộng đồng Trung Hoa, CVWCC, được thành lập cách đây 40 năm, chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc cao niên cho cộng đồng người nhập cư gốc Á. Vâng, hầu hết nhân viên của CVWCC là người nhập cư đến từ các vùng khác nhau của châu Á. Họ không chỉ nói ngôn ngữ của quý vị và hiểu văn hóa của quý vị mà còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sống ở Úc với quý vị. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục Cuộc sống ở Úc có thể giúp những người mới nhập cư hòa nhập vào cộng đồng đang sống dễ dàng hơn. Xin quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào, theo số điện thoại 9328 3988. Cảm ơn tất cả các quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các quý vị trong tập tiếp theo của chuyên mục Cuộc sống ở Úc. Nhiều người trong chúng ta thường không nhận ra rằng chính họ là những người chăm sóc. Trên thực tế, họ đang dành thời gian cá nhân của mình để chăm sóc, hỗ trợ thành viên gia đình, bạn bè bị bệnh hoặc người cao tuổi. Như quý vị biết, chăm sóc người khác là một công việc đầy thách thức. Vì vậy, những người chăm sóc cũng cần được chăm sóc. Để hỗ trợ những người chăm sóc, chính phủ Úc khởi xướng chương trình Cổng thông tin người chăm sóc. Đây là dịch vụ hỗ trợ miễn phí, cung cấp hỗ trợ tinh thần, xã hội và hỗ trợ cụ thể khác cho những người chăm sóc.
Công ty chăm sóc cộng đồng Trung Hoa tự hào là đơn vị tham gia chương trình Cổng thông tin người chăm sóc. Chúng tôi là một trong những đối tác của tổ chức Người chăm sóc Tây Úc. Trong chương trình này, chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá cho những người chăm sóc nói các thứ tiếng khác, không phải tiếng Anh, giúp họ truy cập thông tin và tiếp cận được các hỗ trợ quan trọng do Cổng thông tin người chăm sóc cung cấp. Nếu quý vị là một người chăm sóc và cần được hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 9328 3988. Chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ quý vị. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Thời gian tươi đẹp ở Perth của công ty chăm sóc cộng đồng Trung Hoa. Tiếp theo là chương trình Những câu chuyện thú vị của chúng tôi. Những câu chuyện thú vị mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay là năm mới, sở thích mới. Xin chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Những câu chuyện thú vị trong chương trình phát thanh Thời gian tươi đẹp ở Perth. Tôi là A Chung, người dẫn chương trình. Tôi là A Hòa, người dẫn chương trình cùng với A Chung. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện đầy năng lượng và đam mê mới trong năm mới. A Chung, anh đã sẵn sàng để cùng kể câu chuyện này với tôi cho quý thính giả nghe chưa ạ? Vâng, tôi đã sẵn sàng. Năm mới đã đến và đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, đặc biệt là đối với các bậc cao niên. Câu chuyện của chúng tôi hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với hoạt động của các trung tâm sinh hoạt cộng đồng của Trung Hoa tại thành phố Perth. Đây là một mô hình sinh hoạt cộng đồng độc đáo được xây dựng để tạo ra cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khỏe, góp phần tạo nên một cuộc sống nhiều màu sắc cho các bậc cao niên. Vâng, nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Perth và nép mình bên bờ sông Swan, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng sôi động của công ty chăm sóc cộng đồng Trung Hoa, CVCC, được đặt tại Bangkata và Wellington, phía bắc và phía nam sông Swan. Không chỉ đơn giản là địa điểm sinh hoạt, các trung tâm sinh hoạt này là điểm sáng, mang lại cơ hội và cuộc sống nhiều màu sắc cho các bậc cao niên. Ở đây thì CVCC đã xây dựng một mô hình sinh hoạt độc đáo, có cấu trúc giống như trường học, gọi là Đại học Trường Xuân. Hoạt động của trường học này là nhằm khuyến khích các bậc cao niên học các kỹ năng mới và tận dụng tối đa những năm tháng trong kỷ nguyên vàng của họ. Vâng, mô hình Đại học Trường Xuân được xây dựng dựa trên triết lý giáo dục cổ xưa, khuyến khích các bậc cao niên tiếp tục bồi dưỡng về đạo đức, trí tuệ, thể chất, xã hội và thẩm mỹ. Hoạt động của Đại học Trường Xuân xoay quanh 3 mục tiêu cốt lõi: sức khỏe, khả năng phục hồi và kết nối xã hội. Thông qua đó, CVCC đã giúp người cao niên có thể già đi tại nhà của họ, sống độc lập và tận hưởng kỷ nguyên vàng của mình. Vâng, như quý vị có thể biết, năm học tại Đại học Trường Xuân bắt đầu vào tháng 9 hàng năm, gồm 4 học kỳ, mỗi học kỳ kéo dài 3 tháng. Các bậc cao niên có thể chọn tham gia nhiều hoạt động như các lớp tập thể dục, chơi lô tô và một số chọn hoạt động theo sở thích của họ. Ví dụ, một số bậc cao niên thích tham gia vào các hoạt động tự định hướng, ví dụ như xem iPad hoặc tham gia trò chuyện với bạn bè của họ. Điểm đặc biệt là chương trình giảng dạy của Đại học Trường Xuân không giống những chương trình giáo dục truyền thống. Chương trình tập trung vào cung cấp nhiều hoạt động đa dạng nhằm phục vụ nhiều sở thích khác nhau của các bậc cao niên. Vâng, các hoạt động này bao gồm ca hát, đánh mạt chược, tô màu nghệ thuật và thủ công, các trò chơi trên bàn như cờ tướng, rummik, domino và poker. Đối với những bậc cao niên mong muốn theo kịp thời đại kỹ thuật số, Đại học Trường Xuân cũng có các lớp học về tiếng Anh, máy tính và điện thoại thông minh. Ngoài ra, CVCC còn mở rộng sang lĩnh vực tưởng tượng và kể chuyện. Vâng, các lớp học kể chuyện tập trung vào các chủ đề như ẩm thực quốc tế, du lịch trên ghế bành ở Úc và nước ngoài, và các chủ đề khác, đã truyền cảm hứng cho các bậc cao niên mở rộng tầm nhìn của họ. Mục tiêu của các chương trình này là khuyến khích các bậc cao niên không chỉ học hỏi và trải nghiệm những điều mới mà còn có thể chia sẻ kinh nghiệm sống phong phú của họ với nhau. Vâng, các hoạt động của Đại học Trường Xuân được thiết kế tỉ mỉ để phù hợp với các mục tiêu chung về duy trì sức khỏe, khả năng phục hồi và kết nối xã hội. Các lớp tập thể dục hướng tới nâng cao sức khỏe thể chất, trong khi chơi lô tô kích thích sự nhanh nhẹn về tinh thần. Sự đa dạng của các lớp học, trò chơi và kể chuyện cho phép các bậc cao niên có thể tham gia liên tục vào các hoạt động, mang lại cho họ niềm vui và mục đích sống. Kính thưa quý vị, năm mới đã sang, CVCC kính mời các bậc cao niên tạm dời thói quen thường ngày và nắm bắt các cơ hội học tập tại Đại học Trường Xuân.
Thông điệp mà Đại học Trường Xuân mong muốn gửi đến các bậc cao niên là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một sở thích mới, học một kỹ năng mới hoặc kết bạn mới. Kỷ nguyên vàng là thời gian để khám phá, phát triển và tận hưởng niềm vui. Đại học Trường Xuân là con đường hoàn hảo cho hành trình thú vị này. Mô hình của Đại học Trường Xuân không chỉ giới hạn ở các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, mà nó có thể mở rộng nhằm hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng gói chăm sóc tại nhà và cộng đồng rộng lớn nói chung. CVWCC hướng tới tạo ra một hiệu ứng lan tỏa, trong đó lợi ích của Đại học Trường Xuân vượt ra ngoài ranh giới của các trung tâm cộng đồng, làm phong phú thêm cuộc sống của người cao niên trên khắp thành phố Perth. Bước sang năm 2024, tôi muốn chia sẻ rằng một thế giới phiêu lưu về học tập đang chờ đợi các bậc cao niên. Vâng, Đại học Trường Xuân luôn hoan nghênh các bậc cao niên tham gia vào hành trình khám phá không ngừng của cuộc sống để biến những năm tháng trong kỷ nguyên vàng của họ thực sự trở thành những năm tháng vàng son. Vâng, đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời để khám phá và phát triển trong năm mới này. Cảm ơn tất cả các quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các quý vị trong tập tiếp theo của chuyên mục Những câu chuyện thú vị.